12 lời khuyên tích cực có thể bạn muốn lắng nghe. 2020 quả là một năm vô cùng tồi tệ. Nó làm cho kế hoạch của tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác. Vì vậy, hôm nay, Thung Lũng Thời Đại làm video này. Một video chứa đựng những lời khuyên, lời động viên tích cực mà các bạn muốn lắng nghe. Chúng mình hy vọng video này sẽ làm vơi bớt đi phần nào những thất vọng, buồn bã mà các bạn đang phải trải qua và cùng hướng tới năm 2021 với đầy năng lượng tích cực và thành công. Trước khi bắt đầu video, chúng mình xin trích dẫn một câu danh ngôn như sau. Khi bạn lắng nghe một lời khuyên hữu ích, hãy làm hai việc, sử dụng nó và chia sẻ nó với mọi người xung quanh. Chúng mình đã làm phần việc của mình rồi, hy vọng điều đó sẽ giúp ích được chút nào cho các bạn. Nếu các bạn cũng cảm thấy như vậy, hãy chia sẻ video này với mọi người xung quanh nhé. Và dưới đây là 12 lời khuyên hữu ích có thể bạn muốn lắng nghe. Thứ nhất, bạn đang ở chính xác nơi bạn nên ở. Sẽ có rất nhiều bạn nghĩ rằng nếu như mình sống ở một nơi khác, thậm chí là ở một đất nước khác, có lẽ mọi thứ sẽ rất khác so với hiện tại. Đúng, mọi thứ có thể sẽ hoàn toàn khác biệt, nhưng đó cũng là lý do vì sao chúng mình tin các bạn đang ở chính xác nơi bạn nên ở vào thời điểm này. Thực tại khiến bạn nhận ra rằng bạn muốn thay đổi, bạn muốn chuyển đến nơi khác hoặc có thể khiến bạn cảm thấy biết ơn vì đang được sống ở chính nơi này. Hãy luôn nhớ rằng có những người dành cả đời chỉ để tìm kiếm thứ vốn nằm ở ngay sân sau nhà họ. Đôi khi thứ chúng ta tìm kiếm lại ngay bên cạnh mà chúng ta lại chẳng thể nhận ra. Thứ hai, sẽ có một vài tầng mà thang máy không thể đưa bạn đến được. Chúng mình biết cuộc sống và những mối quan hệ trong đó đôi lúc trở nên rất khó khăn. Đôi khi việc trả lời những câu hỏi như bạn cần phải làm gì tiếp theo, bạn muốn trở thành một người như thế nào đều quá khó khăn. Tuy nhiên, không chịu thay đổi, không chịu trưởng thành và sống với những hối tiếc rằng bạn có thể làm nhiều hơn thế, thực sự còn khó khăn hơn nhiều. Có người từng nói rằng, khó khăn là một phần của hành trình để trở nên trưởng thành của chúng ta. Chúng mình không thể biết bạn đã phải trải qua những gì để có thể trở thành con người như ngày hôm nay. Nhưng chúng mình biết chắc chắn rằng vẫn sẽ còn nhiều thử thách đang chờ đón bạn trong tương lai. Thứ sẽ giúp bạn trở thành một con người hoàn thiện hơn. Từ thời điểm này, sẽ chẳng có chiếc thang máy nào đưa bạn đi cao hơn nữa. Leo thang bộ sẽ là lựa chọn duy nhất của bạn. Điều tích cực là bạn có thể lựa chọn. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ hoặc để lúc khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, trong khi bạn còn chưa sẵn sàng bước ra khỏi chiếc thang máy vốn đã dừng hoạt động từ lâu, một số bạn đã bắt đầu leo những bước đầu tiên, thậm chí là đã tăng tốc trên bậc thang của cuộc đời. Thứ ba, cũng sẽ ổn thôi nếu bạn cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ đang không ngừng lớn lên. Sẽ chẳng sao cả nếu bạn luôn coi mình như một đứa trẻ đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Chỉ cần hãy luôn nhớ rằng, chúng ta đều là những đứa trẻ có kinh nghiệm. Hãy luôn vui vẻ, cười đùa với bạn bè, ôm lấy những người bạn yêu. Đúng thế, tiền rất tuyệt vời, nhưng không có nơi nào dạy bạn rằng bạn phải hy sinh sự vui vẻ, hạnh phúc, phải đánh mất con người sâu thẳm bên trong mình chỉ để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn làm vậy, bạn thực sự đã thua cuộc kể cả khi bạn kiếm được nhiều như thế nào. Thứ tư, một ngày tồi tệ cũng không vấn đề gì. Hãy nhớ rằng một năm có tới 365 ngày. Không phải ngày nào cũng sẽ trôi qua dễ dàng với bạn hay với bất kỳ ai, và điều đó là hoàn toàn bình thường. Không ai bắt đầu một công việc mới mà không gặp nhiều khó khăn cả. Cách tiếp cận những vấn đề của bạn sẽ tốt hơn khi những trải nghiệm của bạn tăng lên và bạn sẽ biết cách xử lý chúng dễ dàng hơn. Nó sẽ trở nên nhịp nhàng như cách sư tử đi săn mồi vậy. Mỗi ngày đi làm, bạn dồn hết sự tập trung vào cuộc săn của mình và sau đó nghỉ ngơi, chờ đợi một cuộc đi săn mới xuất hiện. Mỗi cuộc đi săn là một trải nghiệm để bạn tích lũy kinh nghiệm. Đôi lúc có những điều bất ngờ xảy ra khiến cuộc đi săn không được như ý của bạn. Đó là lúc bạn cần dừng lại một chút, xem xét lại những vấn đề đã xảy ra để rút ra được bài học cho bản thân. Nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc. Qua đó, cơ thể có thời gian nạp lại năng lượng cũng như để tâm trí được thư giãn. Hãy có trách nhiệm với công việc, nhưng cũng đừng quên bạn cũng có trách nhiệm với chính cơ thể mình. Thứ năm, cuộc sống vốn dĩ rất công bằng. Sau những nỗi đau sẽ đến những hạnh phúc. Xã hội này, thế giới này luôn không ngừng thay đổi. Chúng ta cũng vậy. Mọi thứ luôn thay đổi và sự thay đổi đó đôi khi mang đến cho chúng ta những lo sợ. Chúng ta lo sợ vì chúng ta không biết liệu điều gì sắp tới sẽ xảy ra và liệu chúng ta có thể vượt qua nó hay không.
có thể bạn đang ở những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Nhưng hãy luôn tin rằng khó khăn và đau đớn chỉ là tạm thời. Tất cả chúng chỉ là tạm thời. Người ta vẫn luôn nói rằng, đôi khi để đến được với thiên đàng, chúng ta phải đi qua địa ngục. Tất cả chúng ta đều phải đi qua những địa ngục của riêng mình. Để vượt qua chúng ta cần có hy vọng. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hy vọng chính là nhiên liệu cho bánh xe cuộc đời tiếp tục lăn bánh khi không còn nguồn nhiên liệu nào khác. Albert Einstein đã từng chia sẻ, cuộc sống vốn dĩ giống như việc đi xe đạp vậy. Để có được sự cân bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. Dành cho tất cả những bạn đang phải trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn của cuộc đời, hãy tiếp tục đạp, tiếp tục tiến lên. Nếu không, bạn sẽ mãi dừng chân ở chính nơi bạn đang ở hiện tại. Có thể không phải hôm nay, có thể cũng chẳng phải ngày mai, nhưng sẽ sớm thôi, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Thứ 6, họ nói rằng bạn đã thay đổi, nhưng bạn cố gắng phát triển bản thân không phải để dậm chân tại chỗ. Một số người cảm thấy không vui vì con người cũ của bạn không còn ở đây nữa. Sự thực là bạn phải thay đổi để phát triển bản thân hàng ngày để có thể theo kịp cuộc sống. Bạn phải trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình để có thể đạt được những thành công nhất định. Ai biết được rằng điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Bạn cần chuẩn bị để có thể đương đầu với những khó khăn có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Chỉ cần bạn biết, trong sâu thẳm, bạn vẫn luôn là chính bạn. Nếu họ mong đợi sự giúp đỡ và bạn có thể giúp, hãy giúp đỡ họ. Nếu không, đừng để họ ngăn cản bạn tiến về phía trước. Bạn không có nghĩa vụ phải chiều lòng bất cứ ai ngăn cản đà phát triển của bạn, chỉ vì điều đó làm họ khó chịu. Cuộc sống sẽ đưa bạn đến những nơi bạn chẳng thể lường trước được. Với mỗi cánh cửa đóng lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra, với những điều tốt đẹp mà vốn dĩ bạn đã không nhận ra ngay từ đầu. Thứ 7, nếu ai đó đến thăm bạn vào những ngày mưa, hãy đưa ô của bạn cho họ. Đôi khi chúng ta quá mải mê và bận rộn theo đuổi một thứ gì đó mà quên đi những người khác xung quanh mình. Những người luôn yêu thương, những người sẽ luôn ở đó vì bạn. Hãy chắc rằng bạn sẽ luôn đối xử tốt với họ. Họ sẽ là những người mang đến ánh nắng mặt trời vào những ngày mây đen che phủ cuộc sống của bạn. Sẽ được bạn dậy mỗi khi bạn vấp ngã. Nếu bạn không có ai như vậy, hãy trở thành người đó cho chính bạn. Đôi khi con người ta cần phải biết yêu lấy bản thân mình rồi mới có thể yêu thương những người xung quanh. Nếu điều đó thực sự không hiệu quả, hãy nghĩ đến chúng mình như những người bạn luôn ở đây vì bạn, là bờ vai cho bạn dựa vào mỗi khi khó khăn và thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Thứ 8. Đôi khi chỉ một đốm lửa nhỏ cũng đủ để biến cả khu rừng thành tro bụi. Bạn sẽ chẳng thể nào biết được những sự việc dù là nhỏ nhất cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Rất nhiều câu chuyện tình yêu cũng như phép màu thành công bắt đầu từ những thứ vốn dĩ rất ngẫu nhiên trong cuộc sống. Một số người gọi điều đó là sự bất ngờ và may mắn, trong khi những người khác coi đó là cơ hội. Hãy làm gì đó khác biệt ngay hôm nay. Tạo ra một đốm lửa nhỏ, gieo một hạt giống vào thế giới này và chờ đợi xem nó đã nở thành những bông hoa xinh đẹp như thế nào. Thứ 9. Một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại hôm nay và nhận ra đó chính là khoảnh khắc làm thay đổi mọi thứ. Sau khi video này kết thúc, tại sao bạn không thử dành thời gian tu lại tất cả những điều đã xảy ra trong cuộc đời bạn cho đến hôm nay? Hãy tìm đến những khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy thật hạnh phúc, những khoảnh khắc làm bạn cảm tưởng như sống trong địa ngục. Bằng cách này hay cách khác, bạn vẫn vượt qua được những khoảng thời gian tồi tệ đó để trưởng thành hơn. Có thể sẽ có những sự việc khiến bạn cảm thấy hối tiếc và nghĩ rằng nếu như mình không có những phản ứng tiêu cực, có thể mọi chuyện đã rất khác. Thời gian đã trôi qua thì không thể quay trở lại được. Bạn sẽ chẳng thể làm được gì để thay đổi quá khứ. Tất cả những gì bạn có là hiện tại và kinh nghiệm được tích lũy từ quá khứ. Có thể bạn không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ xung quanh bạn, nhưng hãy nhớ rằng 100% cách phản ứng với vấn đề hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của bạn. Hãy luôn đối mặt với hiện thực bằng một nụ cười, bất kể hiện thực có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa. Một nụ cười tưởng chừng chẳng giúp ích gì, nhưng đó là cách giúp bạn kiểm soát cảm xúc. Đừng để tình cảm lấn át lý trí. Đừng để sau này khi nhìn lại, bạn sẽ phải hối tiếc về những gì bạn đã làm hôm nay. Đừng nói khi đang tức giận. Đừng quyết định khi không đủ tỉnh táo. Thứ 10,
Khi soi gương, hãy hình dung ra con người bạn muốn trở thành. Sáng mai, sau khi đánh răng rửa mặt, chúng mình muốn bạn hãy nhìn vào gương và cố gắng hình dung ra phiên bản tốt hơn của chính bạn. Con người này khác với con người bạn của hiện tại như thế nào? Điều gì khiến họ trở nên hạnh phúc? Điều gì làm nên một con người như vậy? Hãy dành ra một chút thời gian mỗi ngày để phân tích, nghiên cứu chúng và sau cùng rút ra những giá trị cho bản thân. Sau đó, hãy mang những gì bạn học được ra thế giới ngoài kia và áp dụng chúng vào thực tế. Sẽ không mất quá nhiều thời gian cho đến khi bạn trở thành chính con người đáng ngưỡng mộ mà bạn từng hình dung ra. Thứ 11, hãy bước ra bên ngoài và trưởng thành hơn. Bạn có thể làm đi làm lại cùng một việc nhàm chán, thu được những kết quả giống nhau, hoặc bạn có thể thử một thứ gì đó thử thách hơn. Một thứ gì đó có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái, thậm chí có thể làm bạn hơi sợ hãi. Trong trường hợp này, sự sợ hãi sẽ có ích. Nỗi sợ hãi sẽ chỉ đường cho bạn. Bạn sẽ có một cảm giác hồi hộp nhất định khi tiến rìa vùng an toàn của mình, nơi mà sự ấm cúng và thoải mái đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bước ra bên ngoài và xem cảm giác đó như thế nào? Hãy cố gắng phát triển, trở thành một con người với nhiều trải nghiệm hơn những gì bạn đang có. Bằng mọi cách bạn có thể, vì sự trưởng thành sẽ dẫn bạn đến hạnh phúc. Thứ 12, những con thuyền luôn an toàn trong bến cảng, nhưng đó không phải mục đích nó được tạo ra. Khi bạn cảm thấy thoải mái với bước đầu tiên ra bên ngoài vùng an toàn của mình, đã đến lúc bạn trở thành những gì bạn luôn mong muốn và làm những gì bạn luôn muốn làm. Hãy nghĩ xem thế giới xung quanh bạn rộng lớn đến chừng nào và bạn đã khám phá được ít ỏi ra sao. Chắc chắn bạn đã nghe về rất nhiều thứ thú vị về thế giới bên ngoài kia, nhưng vẫn chưa tự mình trải nghiệm chúng. Chúng mình muốn bạn hãy chuẩn bị để sẵn sàng đưa con thuyền của bạn ra đại dương và xem nó sẽ đưa bạn đến đâu. Và đó là tất cả những lời khuyên hữu ích mà chúng mình sưu tập được. Mình hy vọng với những lời khuyên, lời động viên sẽ giúp ích được phần nào đó cho các bạn. Ngoài ra, các bạn còn có những lời khuyên nào khác dành cho chúng mình và các bạn khác hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình và mọi người ở phần dưới bình luận nhé! Nhớ like và subscribe kênh và nhớ ấn quả chuông để nhận được những thông báo từ các video mới nhất của Thung Lũng Thời Đại. Xin chào và hẹn gặp lại!